Lược đồ sau đây sẽ minh họa tiến trình tâm thuộc nhập lưu thánh đạo và nhập lưu thánh quả của một hành giả bình thường không thuộc hàng lợi căn, với ba sát na thuần thứ đi trước đạo và hai sát na quả nối tiếp theo nó. A. B. 1, 2, 3, 4. PH, L, CH, D. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. P, U, A, G, M, PH, PH, BH, 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 BH. Trang 297. Con đường thiền chỉ và thiền quán. Ở đây, dòng A tượng trưng cho bốn sát na tâm đi trước tiến trình tâm đạo. Bốn sát na này là hữu phần vừa qua, PH, hữu phần rung động, L, sự dứt dòng hữu phần, CH, và sự hướng tâm đến các hành kể như vô thường, khổ hoặc vô ngã qua ý môn, D, dòng P, tiêu biểu cho sự chìm lại vào dòng hữu phần của tâm sau khi giai đoạn quả đã qua. P, tượng trưng cho sát na chuẩn bị, Parikamma. U, cho sát na cận hành, Upakara. A, cho sát na thuần thứ, Anuloma. Và G, cho sát na chuyển tộc, Gotapu. Ở đây dòng tâm thức bình thường thuộc dục giới chuyển sang thánh tộc của đạo, chữ M, tiếp theo tiêu chuẩn, tiếp theo tiêu biểu cho thánh đạo tâm, Maggasita, nhất thiết được giới hạn trong một sát na duy nhất. Sau đó hai sát na PH tượng trưng cho nhập lưu thánh quả, rồi tâm lại chìm vào dòng hữu phần, biểu thị bằng chữ BH lặp lại 6 lần. Những dấu ba chấm trên mỗi sát na tâm biểu thị cho sự sanh, Uppada, trú, thi tí và diệt, Panga, của mỗi sát na tâm. Sau khi chứng quả, bậc thánh nhập lưu sẽ phản kháng lại đạo, quả và niết bàn. Vị ấy cũng thường phản kháng hay duyệt lại các phiền não mà mình đã diệt bằng đạo tuệ và những phiền não còn lại bằng những đạo tuệ cao hơn. Tuy nhiên điều này không nhất thiết cố định và đôi khi được bỏ qua bởi một số hành giả. Các vị thánh đệ tử đã đắc hai đạo quả kế tiếp, Tư Đà Hàm và A Na Hàm, cùng sẽ phản kháng lại các quả chứng của mình theo cách vừa kể. Như vậy, đối với mỗi quả chứng, ít nhất cũng sẽ có 3 khoản và nhiều nhất là 5 khoản cần phải duyệt lại. Đó là đạo, quả, niết bàn, phiền não đã diệt và phiền não chưa diệt. Tuy nhiên, đối với một vị A-la-hán tối đa chỉ có 4, vì vị ấy không còn các phiền não cần phải diệt nữa. Theo cách tính này, tối đa là có 19 loại phản kháng. Bekka Vekkana, sau những quả chứng siêu thế, vào sát na nhập lưu đạo, vị hành giả được gọi là bậc đang đứng trên nhập lưu đạo, hoặc bậc thánh thứ nhất, từ sát na quả cho đến khi chứng đạo kế tiếp. Vị ấy được gọi là một bậc nhập lưu, Sotapanna, và được kể như bậc thánh thứ nhì, mặc dù trên phương diện chế định, bậc đang đứng trên đạo và bậc đang trú trong quả có thể được mô tả như một và cùng. Cá nhân ấy vào hai sát na khác. Song quan điểm triết học vi diệu pháp đòi hỏi phải có một loại tu từ có tính chất mô tả đặc thù hơn. Từ quan điểm của sự thực tối hậu theo đạo Phật, một cá nhân như vậy vẫn tồn tại dù chỉ một sát na tâm. Do đó, khi phân loại các bậc thánh,
Đức Phật nhờ vào sự phân biệt giữa các sắc na tâm đạo và quả này làm căn bản cho sự phân chia thành hai bậc thánh thứ nhất sơ đạo và bậc thánh thứ hai sơ quả. Sự phân hai này áp dụng cho mỗi giai đoạn, trong bốn giai đoạn giải thoát, đối với mỗi giai đoạn, cá nhân đang ở sát na đạo được kể như một loại thánh nhân, cũng cá nhân ấy từ sát na quả trở đi kể là một loại thánh nhân khác. Kinh điển thường ca tụng bậc nhập lưu là bậc có được những lợi ích không thể tính kể được như kết quả của việc chứng đạo của vị ấy. Vị ấy đã đóng chặt bốn cánh cửa đi vào bốn đọa xứ và có thể tự mình tuyên bố: với ta, sanh vào địa ngục đã được đoạn diệt, sanh vào bàn sanh đã được đoạn diệt, sanh vào ngạ quỷ đã được đoạn diệt, sanh vào các khổ xứ, đọa xứ đã được đoạn diệt, ta là bậc nhập lưu, không còn phải chịu đọa lạc, chắc chắn và nhất định sẽ giác ngộ hoàn toàn. Vị ấy có thể đoan chắc rằng mình đã thoát khỏi năm loại sợ hãi và thù nghịch. Đó là những sợ hãi và thù nghịch xuất phát từ việc sát sanh, từ việc trộm cắp, từ việc tà dâm, từ việc nói dối, từ việc uống rượu và các chất say. Vị ấy có đầy đủ bốn chi của bậc nhập lưu Sotapatti Yaggani. Đó là có niềm tin bất động nơi Đức Phật, giáo pháp, chư tăng và giới hạnh không có vết nhơ. Vị ấy đã thể nhập pháp và thấy chân lý với trí tuệ chân chánh. Nhờ thể nhập chân lý như vậy, vị ấy đã giới hạn sự tái sanh trong tương lai, còn tối đa là 7 lần nữa các cõi vui thuộc thiên giới và nhân giới, ngoài ra còn làm cho khô cạn đại dương khổ hải. Như Đức Phật xác nhận, đối với vị nhập lưu đã thấy pháp, tổng số khổ còn lại tựa như một nhúm đất trên đầu móng tay, trong khi khối khổ đã được làm cho cạn kiệt, thì như đất trên quả địa cầu này.